Mới đây, quản lý của Ngọc Lan viết trên trang cá nhân rằng, trời ơi, nửa đêm Ngọc Lan lên cơn đau bụng, xây sầm mặt mày, lăn lê bò trườn quần quậy, từ phòng ngủ ra phòng khách. Cả nhà hốt hoảng vội đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi đăng tải, bài viết trên nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của mọi người. Trong phần bình luận, nhiều bạn bè, nghệ sĩ và người hâm mộ gửi lời hỏi thăm và chúc sức khỏe Ngọc Lan sớm khỏe lại. Chia sẻ với báo chí, Ngọc Lan cho biết, tối ngày 2 tháng 3, cô bất ngờ lên cơn đau dữ dội ở phần bụng. Ngay sau đó, nữ diễn viên được người thân nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tại đây, bác sĩ tiến hành siêu âm, xét nghiệm và chẩn đoán cô bị sỏi thận. Trước đó, tôi không có dấu hiệu gì, vẫn khỏe mạnh bình thường. Tự nhiên tối qua lên cơn đau quằn quại, tôi đau đến xây sầm mặt mày, lăn lê bò trườn từ phòng ngủ ra phòng khách. May được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời. Bác sĩ nói tôi bị sỏi thận 6 ly, nữ diễn viên nói. Ngọc Lan cũng cho biết rằng nay cô quay trở lại bệnh viện để được bác sĩ chia sẻ phác đồ điều trị bệnh. Đến giờ tôi vẫn đau và mệt, nhiều người cũng nhắn tin hỏi han bệnh tình của tôi. Cảm ơn tình bạn của mọi người. Hồ bộc bạch. Trước đó nhân dịp Valentine, trên trang cá nhân của diễn viên Ngọc Lan cũng đăng ảnh chồng cũ chụp cùng con trai, kèm theo tấm ảnh cô nhắn nhủ. Chúc hai bạn Valentine vui vẻ, không quạo. Hạnh phúc với nhau đến suốt cuộc đời, chúc ba bình mau lấy vợ. Để lầu ớt có thêm tình yêu thương và một sự quan tâm nữa, để mẹ Lan được rảnh rang có thêm thời gian đi chơi tung tăng mà không lo lắng gì nữa. Ngọc Lan và Thanh Bình tổ chức lễ đính hôn vào tháng 7. Đầu năm 2017, Ngọc Lan hạ sinh lầu ớt tại Mỹ. Chia sẻ về hôn nhân đổ vỡ, Thanh Bình cho biết, chúng tôi đã có những năm tháng hạnh phúc cùng nhau. Nhưng vì không có tiếng nói chung nên chúng tôi vui vẻ và tự nguyện buông tay nhau. Sau khi ly hôn, cả hai vẫn giữ một mối quan hệ tốt đẹp. Diễn viên bán chồng cũng thường nhắc tới chồng cũ trên trang xã hội. Hồi đầu tháng 2 nhân dịp sinh nhật con trai lầu ớt, Ngọc Lan cũng chia sẻ clip kỷ niệm cậu bé và Thanh Bình. Sau đó, Ngọc Lan tiết lộ mời Thanh Bình về nhà để tổ chức sinh nhật cho con trai. Tuy nhiên, nam diễn viên lựa chọn việc tổ chức cho lầu ớt tại nhà riêng mới mua, vì vậy Ngọc Lan quyết định đưa con sang dự tiệc với bố vào buổi tối. Bên cạnh tài năng diễn xuất tài tình, tái hiện thành công, tính cách, hành động của nhân vật, nữ diễn viên khiến khán giả vô cùng bất ngờ với ngoại hình mũm mĩm. Không chỉ hết mình trong tạo hình nhân vật, cô được còn khiến khán giả lo lắng tăng cân một phần do vấn đề sức khỏe. Theo nữ diễn viên chia sẻ, cô tăng cân từ khoảng tháng 6 vì tác dụng phụ của việc phải nằm viện trong đầu năm 2020. Thời điểm này cô bị bệnh và phải liên tục truyền nước biển và kháng sinh, cơ thể bị tích tụ khiến cho sau nữ, gia đình trong gió không kiểm soát được cân nặng. Ngoài ra, vì tập thể dục đều đặn, nên dù tăng cân, cơ thể cô vẫn săn chắc và chỉ như tăng 3-4kg. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!